Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay tôi lại giới thiệu với cô chú anh chị và các bạn một cái cuốn sách nói về cái tuổi vợ chồng lấy nhau hợp hay không hợp. Đây là cái cuốn Căn duyên tiền định của tác giả Dương Công Hầu, xuất bản năm 1965. Đây là cái bài nói về tuổi Giáp Tý. Trai tuổi Giáp Tý đại kỵ lấy vợ những cái tuổi dưới đây. Tức là trai tuổi Giáp Tý thì vợ tuổi Đinh Mẹo. Thì là chồng lớn hơn vợ 3 tuổi. Ở đời với nhau là phạm biệt ly và phạm tuyệt mạng. Chồng tuổi Giáp Tý mà vợ tuổi Quý Dậu, tức là chồng lớn hơn vợ 9 tuổi, ở đời với nhau là phạm biệt ly. Chồng tuổi Giáp Tý, vợ tuổi Kỷ Mão, chồng lớn hơn vợ 15 tuổi, thì ở đời với nhau là phạm biệt ly và tuyệt mạng. Chồng tuổi Giáp Tý mà vợ tuổi Tân Dậu, vợ lớn hơn chồng 3 tuổi, là ở đời với nhau là phạm biệt ly. Trai tuổi Giáp Tý thì kỵ cái vợ năm 19, 21, 27, 33, 31 và 39 tuổi. Nhưng mà gái tuổi Giáp Tý thì kỵ lấy chồng năm 16, 17, 22, 23, 28, 29 và 34 tuổi. Những cái năm tuổi trên đây là kỵ hợp hôn, luận việc hôn nhân không thành. Còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sinh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sinh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sống hay xảy ra cái việc buồn phiền, bất đồng ý. Đến ngày chót là khó nên đôi. Tuổi trai hay gái khi có đôi bạn, số định gặp người bạn ở hướng mẹo mới nhằm căn duyên. Xin lưu ý là trai tuổi Giáp Tý là sinh tháng 1, tháng 12, tháng 5, tháng 9, tháng 11, tháng 6 và tháng 10. Thì sinh nhằm mấy tháng này có số lưu thê hoặc là đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Giáp Tý sinh tháng 1, tháng 10, tháng 2 và tháng 11 như sinh nhằm mấy tháng này có số lưu phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sinh nhằm tháng 3, tháng 12 là số khắc con, khó sinh và khó nuôi. Tuổi Giáp Tý mà lấy vợ Giáp Tý thì là chồng tuổi này gặp vợ tuổi này ở đời với nhau được tốt, gặp số tam vinh hiển, vợ chồng có danh giá và quyền tước, nhiều người thương mến, hào tài ấm no, hào con rất ít hoặc không có con, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự, tính người vợ sáng, nhanh nhẹn, hay giao thiệp, ăn nói việc chi cũng dễ. Tính tình chồng vợ cũng gặp hòa hợp, sống chung với nhau làm ăn tốt. Kết luận là cảnh vợ chồng này ở với nhau được tốt. Tuổi Giáp Tý mà lấy vợ tuổi Ất Sửu, chồng lớn hơn vợ 1 tuổi. Chồng tuổi này gặp vợ tuổi này ở đời với nhau không được tốt, gặp số nhì bần tiện, vợ chồng làm ăn không được phát đạt và chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới được tài.
Hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng. Tính người vợ hay la dầy. Bản thân này có bệnh nhỏ. Tính tình vợ chồng ít được hòa hợp, ở với nhau nên nhẫn nại. Và cần cù. Ngày mai cũng được ấm no. Kết luận là cảnh vợ chồng này ở với nhau không được tốt, nên kiên nhẫn chung sống, chung lo với nhau. Chồng tuổi Giáp Tý mà vợ tuổi Bính Dần, tức là chồng lớn hơn vợ 2 tuổi. Chồng tuổi này gặp vợ tuổi này ở đời với nhau được tốt, gặp số nhất phú quý. Vợ chồng như có phước thì hưởng giàu, còn thiếu phước thì được được khá. Nhưng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. Hào tài thì đủ dùng, hào con thì không con, có số nuôi người còn nuôi, vật dụng trong nhà thường dùng. Tính người vợ hay giao thiệp, tính cọc, tay làm có tài cũng hay phá sản. Tính tình vợ chồng cũng không được hòa hợp cho lắm, ở với nhau kiên nhẫn, cố làm ăn thì sẽ được lập nên. Tổng kết, kết luận là cảnh vợ chồng này ở với nhau được tốt, nên chung lo, cần năng về hào con thiếu phước. Tuổi Giáp Tý mà lấy vợ Mậu Thìn, chồng lớn hơn vợ 4 tuổi. Chồng tuổi này gặp vợ tuổi này ở đời với nhau được trung bình, gặp số tứ đạt đạo, vợ chồng việc làm ăn cũng được dễ dàng, cầu lo việc chi cũng có người quý nhân giúp đỡ. Hào tài no đủ, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tính người vợ đảm đang, tính cọc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài mà cũng hao phá tài. Tính tình vợ chồng cũng có phần hòa hợp, chung sống với nhau nên cần năng cũng được ấm no. Cảnh vợ chồng này ở với nhau được trung bình, hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi Giáp Tý, vợ tuổi Kỷ Tỵ. Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau được tốt, gặp số tam vinh hiển. Vợ chồng được có danh giá và có chức phận, người đời hay mến thương. Hào tài tương vượng, hào con rất ít. Vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tính người vợ hiền thông minh, kỹ lưỡng, bản thân có tiểu tật. Tính tình vợ chồng hòa hợp, ở với nhau làm ăn sẽ được lập nên sự nghiệp. Cảnh vợ chồng này ở với nhau được tốt, về hào con thì thiếu phước. Chồng tuổi Giáp Tý, vợ tuổi Canh Ngọ, chồng lớn hơn vợ 6 tuổi. Chồng tuổi này gặp vợ tuổi này ở đời với nhau được tốt, gặp số tam vinh hiển, vợ chồng được có danh giá, ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. Hào tài bình thường, hào con rất ít. Sinh con đầu là gái thì hợp, vật dụng trong nhà thường dùng. Tính người vợ bôn ba, tính cọc, chân tay, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính. Tính tình vợ chồng hay tương xung, về lời tiếng không được hòa hợp, chung ở nên nhẫn nại, thương lẫn với nhau làm ăn mới được. Kết luận cảnh vợ chồng này ở với nhau được tốt, về tính ý thì nên kiên nhẫn.
ông Giáp Tý vợ tuổi Tân Mùi. Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau được không được tốt, gặp số nhì bần tiện, vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới phát đạt, hào tài đủ no, hào con thiếu số, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tính người vợ hay giàu lo và hay hờn mát, mẫu số tạo giữ tiền tài. Ngày lớn tuổi, tính ý vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, nên hòa thuận chung lo với nhau, làm ăn ngày hậu cũng được ấm no. Cảnh vợ chồng này ở với nhau được tốt nên bền chí và cần năng. Tuổi Giáp Tý mà vợ nhâm thân, chồng lớn hơn vợ 8 tuổi. Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này được ở đời với nhau được tốt, gặp số nhất phú quý. Vợ chồng như có phước hưởng giàu, có thiểu phước thì được khá, nhưng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. Hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tính người vợ lười, tính nóng nảy, lời tiếng nóng nảy. Tính người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi hay giao thiệp. Tính lạt lòng, tay làm, có tài, cũng hay hao phá tài. Tính tình vợ chồng cũng có phần hòa hợp. Cảnh vợ chồng này ở với nhau được tốt, hào về tài hay luân chuyển. Chồng tuổi Giáp Tý lấy vợ Giáp Tuất. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn được trung bình, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tính người vợ có duyên, vui vẻ hay giao thiệp, tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình có bệnh nhỏ. Tính tình vợ chồng hòa hợp, ở đời với nhau làm ăn được hưởng ấm no. Chồng Giáp Tý mà vợ Ất Hợi, chồng lớn hơn vợ 11 tuổi. Hai tuổi này ở với nhau được tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tính người vợ hiền, có duyên dáng, tính sáng, có số tạo giữ tiền. Từ ngày lớn tuổi, miệng hay nói, hay la dày. Ở với nhau, vợ chồng ít được hòa hợp, việc làm ăn được lập nên. Chồng Giáp Tý, vợ Bính Tý. Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi, 2 tuổi này ở với nhau làm ăn được tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ. Tính người vợ chân hay đi, tay làm, có tài, cũng hay hao phá tài, lạt lòng. Bản thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc. Ý tình vợ chồng hòa hợp, ở với nhau kiên cố thì làm ăn được tốt. Chồng tuổi Giáp Tý mà vợ Đinh Sửu. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không được tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tính người vợ con duyên, vui vẻ, lanh lẹ hay giao tiếp. Có số tạo giữ tiền tài, ngày lớn tuổi. Ý tình vợ chồng hòa hợp, việc làm ăn ngày hậu nên nhà, tức là về già thì làm ăn nó phát đạt. Chồng tuổi Giáp Tý, vợ Mậu Dần. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn được tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít. Tính người vợ sáng và kỹ lưỡng, ăn nói nhanh nhẹ, lanh lẹ. Bản thân hay có tiểu tật. Tính tình vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn này được cảnh ấm no. Chồng tuổi Giáp Tý mà vợ Canh Thìn. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn được trung bình, hào tài đủ dùng.
Hảo con thì trung bình. Tính người vợ hay lo tính, khó tính, nhưng có duyên, vui vẻ. Bản thân hay có bệnh nhỏ ở với nhau, vợ chồng hòa hợp nên chung lo làm ăn thì được tốt. Chồng Giáp Tý mà vợ Tân Tỵ, hai tuổi này ở với nhau được tốt. Hào tài tương vượng, hào con rất ít, hoặc là con nuôi, nuôi con nuôi. Tính người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Lời nói thì ngay thật, có ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hợp. Chung ở với nhau thì lập nên. Chồng tuổi Giáp Tý mà vợ dâm nhâm ngọ, hai tuổi này ở với nhau làm ăn được tốt. Hào tài đủ dùng, hào con thiểu phước. Tính người vợ rộng rãi, ưa chồng tỉa. Bản thân có tiểu tật, số khó giữ tiền bạc. Ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại thì làm ăn mới được. Chồng tuổi Giáp Tý mà vợ Quý Hợi, chồng tuổi này gặp vợ tuổi này, ở đời với nhau được tốt, gặp số tam vi hiển. Vợ chồng được có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. Hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tính người vợ hiền thông minh, lời nói hay hòa thuận với đời, tay làm có tiền cũng hay phá tài. Tính tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau làm ăn tốt. Cảnh vợ chồng này ở với nhau được tốt, không đáng kỵ. Chồng Giáp Tý mà vợ Nhâm Tuất, chồng tuổi này gặp vợ tuổi này ở đời với nhau được trung bình, gặp số tứ đạt đạo. Vợ chồng lo tính, việc làm ăn đều tốt, cầu lo việc chi cũng có quý nhân giúp đỡ. Hào tài no đủ, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tính người vợ thông minh, nhanh nhẹn, hay giao tiếp, lời nói ít thua ai. Tay làm thì có tài nhưng mà cũng hay phá tài. Tính tình vợ chồng có phần hòa hợp, ở đời với nhau kiên cố, chung lo thì cũng được ấm no. Cảnh vợ chồng này ở với nhau được trung bình. Về hào tài thì hay luân chuyển. Chồng tuổi Giáp Tý và vợ Canh Thân, hai tuổi này ở với nhau làm ăn được tốt. Hào tài ấm no, hào con rất ít. Tính người vợ hay giàu lo, ít được vui vẻ, bản thân có tiểu tật. Ý tình vợ chồng hòa hợp, ở với nhau làm ăn cũng tạm, cũng được nên. Chồng tuổi Giáp Tý mà vợ Kỷ Mùi, hai tuổi này ở với nhau làm ăn không được tốt. Hào tài đủ dùng, hào con thì trung bình. Tính người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, ở với nhau được tốt. Ở với nhau chồng, vợ chồng ít hòa hợp, khá thương lẫn nhau và cần năng làm ăn cũng được. Video đến đây nó cũng là dài, tôi xin phép được dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn ai có nhu cầu sử dụng cuốn sách này thì xin liên hệ với tôi theo số 0986 217 320. Thân ái chào cô chú anh chị và các bạn.